minh và những câu nói kinh điển làm bài học cho hậu thế. Trích đoạn, địch và bạn luôn luôn biến hóa, hôm nay là địch, ngày mai có thể là bạn. Ấu thơ. Ta muốn huynh nghe tiếng âm thanh từ nơi xa, phán đoán tình hình chiến trận tại Tam Gia Khẩu. Tuân lệnh. Trong tiếng sát phạt, tiếng trống của quân Ngô liên hồi, quân Tào la hét hỗn loạn. Trong đó còn có cả tiếng hí của chiến mã bị trúng tên và tiếng la hét của những tướng sĩ sắp chết. Do đó, học trò đoán là đại quân của Châu Du đã công phá Tào Doanh, quân Tào đang bại trận. Đại cục Tam Giang Khẩu đã định rồi. Không sai. Quân Tào cuối cùng đã bại. Nhưng hình như tiên sinh không được vui lắm. Huynh nhìn ra sao? Học trò xin nói thẳng, e rằng tiên sinh đang lo lắng cho một người, có đúng không? Ta lo lắng cái gì? Tiên sinh đang lo lắng cho Tào Tháo. Tại sao ta lại lo lắng cho Tào Tháo chứ? Điều tiên sinh lo không phải là Tào Tháo có chết hay không, mà là Tào Tháo có sống được không? Nếu như Tào Tháo chết trong tay của Hoàng tướng quân, thì sau đó chúng ta và hậu duệ của Tào Tháo sẽ kết mối thù không đội trời chung, trở thành kẻ thù đầu tiên của họ. Ấu thư, ta phải nhìn huynh bằng cặp mắt khác. Ném cờ xoáy của ta là tiểu nhân thực sự không cầm nổi nữa. Ngươi làm quân cầm cờ bao lâu rồi hả? Bẩm thừa tướng, tiểu nhân theo người hơn 10 năm rồi. Thế thì ngươi phải chết. Đầu có thể rơi, người có thể chết, nhưng cờ xoáy không thể mất. Tiểu nhân biết thắng bại là chuyện thường của binh gia, thất bại không được sợ, đáng sợ nhất là lòng cũng bại. Nơi đây là đâu? Thừa tướng, phía tây Âu Lâm, phía bắc Nghi Đô. Vì sao chủ công lại cười? Ta cười Châu Du vô mưu và các lượng ngu ngốc. Các ngươi coi chỗ này, thế núi rất là hiểm trở, là chỗ sống chết của binh gia. Nếu như sắp đặt đội quân mai phục ở đây sẵn thì ta một cánh cũng khó bay. Lần này tuy rằng bọn chúng may mắn giành được phần thắng, nhưng chẳng qua chỉ là một đám thư sinh thất phu, không đáng lo, không đáng lo. Chưa. Tào Tặc chớ chạy, Triệu Tư Long phụng mệnh quân sư, đợi ở đây đã lâu lắm rồi. Thừa tướng, mau chạy đi. Châu Du phái đi 6 lộ quân mã, nhưng lại sơ suất bỏ sót phía tây bắc. Quân Ngô sau khi công phá Tào Doanh vốn có thể bắn chết Tào Tháo, nhưng mà lại để cho Tào Tháo vượt qua khỏi vòng dây thoát thân ra ngoài. Học trò đang nghĩ, tại sao Châu Du lại muốn dường công lao tiêu diệt Tào Tháo cho chủ công? Tại sao? Châu Du có ý muốn đuổi Tào Tháo chạy tới chỗ quân của chúng ta, để Tào Tháo có thể chết trong tay chúng ta, để họ Tào trút hết mối hận thù lên đầu của chủ công.
Giang Đông thì không chỉ có thể giành được thắng lợi trước mắt, mà sau này còn có thể bàng quan đứng nhìn chủ công và họ Tào tàn sát lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi. Tiên sinh, tôi nói sai rồi sao? Không, huynh nói đúng. Ấu thường, thật không ngờ huynh chưa gặp Chu Du đã nhìn thấy được tâm ý của Chu Du. Ở nơi này e là không tìm ra được người thứ hai. Tạ tiên sinh quá khen. Nhưng huynh chưa nhận ra mối lo thật sự của chúng ta thì đã vội vui mừng. Xin nghe tiên sinh chỉ giáo. Tào Tháo sau khi đại bại, nguyên khí tổn hại, trong vài năm sẽ không dám động binh. Còn Đông Ngô sau khi đại thắng, thực lực tăng mạnh. Hắn ta vẫn liên minh thân thiết với chúng ta, vẫn còn đối xử với ta như trước đây không? Lợi ích của mình sao để người xâm hại? Chu Du muốn nhân cơ hội này đoạt lấy chính quyền Kinh Châu, sau đó chạy vào Cổ Xuyên lập bá nghiệp thiên hạ. Ấu thường à, địch và bạn luôn luôn biến hóa. Hôm nay là địch, ngày mai rất có thể sẽ trở thành bạn. Hôm nay là bạn, cũng có thể trở thành địch trong nay mai. Khi ta đang ở Đông Ngô giúp Chu Du chống Tào, Chu Du đã mấy lượt muốn giết chết ta, trừ hậu hoạn cho Đông Ngô. Nếu không có Lỗ Túc ngăn cản, e là ta đã sớm chết trong tay của Công Cẩn rồi. Thật sao? Ta phải nói rõ cho huynh biết. Sợ gì Lỗ Túc ngăn Chu Du giết ta, không phải xuất phát từ lòng tốt gì đâu, không phải để cứu ta, mà là để cứu liên minh Tôn Lưu, cứu lấy Giang Đông. À, học trò được nghe giảng dạy như tỉnh giấc mộng. Hiện giờ điều chúng ta cần nhất không phải thắng bại của cuộc chiến này, không phải sinh tử của Tào Tháo, mà là làm sao đoạt được Kinh Châu, làm sao đối phó với một Đông Ngô sắp trở mặt.